qua, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt công ty mẹ con trên cơ sở chuyển các công ty thuốc lá Thanh Hóa, Bắc Sơn và Đà Nẵng thành công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuốc lá Thăng Long. Mục đích của việc tái cơ cấu này nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực tài chính của các doanh nghiệp thành viên, tập trung nguồn lực, bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh, đầu tư có trọng điểm và tránh cạnh tranh nội bộ, hướng đến sự phát triển bền vững của toàn tổ hợp. Sau khi tiếp nhận 3 đơn vị, về quy mô tổng tài sản hợp nhất của nhóm công ty là hơn 3.600 tỷ đồng, tăng khoảng 25%, tổng vốn chủ sở hữu đạt hơn 1.100 tỷ đồng. Vốn đầu tư của chủ sở hữu đạt gần 500 tỷ đồng. Trước đó, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam cũng đã thực hiện thành công mô hình thí điểm tái cơ cấu, tổ chức lại các công ty thuốc lá Sài Gòn, thuốc lá An Giang, thuốc lá Đồng Tháp, hoạt động theo mô hình công ty mẹ con, trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuốc lá Sài Gòn là công ty mẹ.